Dạ em chào cả nhà mình ha. Đây là cái video được trích xuất từ camera của nông cơ Tư Mì chi nhánh 2 ở Bắc Tân Nguyên Bình Dương ha cả nhà. Như vậy thì cái con Isuzu TS1610 vừa cập bến Bắc Tân Nguyên sáng nay cả nhà đã được anh trai có tên là Nguyễn Văn Anh ha ở An Linh Phú Giáo Bình Dương chốt ha cả nhà. Anh trai đã đến xem xe tại nông cơ Tư Mì chi nhánh 2 ở Bắc Tân Nguyên Bình Dương ha cả nhà. Và sau 5 phút xem xe thì anh đã xác định rằng con xe này hoàn toàn giống như trên hình ảnh, giống như trên video xin vlog Bình Phước đã đăng, nên anh chốt ngay. Thì đại diện nông cơ Tư Mì em xin gửi lời cảm ơn đến anh trai ha, cảm ơn anh trai rất là nhiều và xin chúc anh trai về dùng lâu dùng bền ha anh trai ơi. Và anh trai Nguyễn Văn Anh ở An Linh Phú Giáo Bình Dương tự chạy xe về ha cả nhà, nên anh Tư Mì có gửi cho anh trai một ít độc lá, đó là một số tiền là 1 triệu đồng ha cả nhà. Và một lần nữa em xin cảm ơn anh trai Nguyễn Văn Anh ở An Linh Phú Giáo rất là nhiều ạ. Cảm ơn anh đã tin tưởng nông cơ Tư Mì cũng như là tin tưởng kênh xin vlog Bình Phước của em. Xin chúc anh về dùng lâu dùng bền ha anh trai ơi. Và bên nông cơ Tư Mì còn rất nhiều con xe máy cày đang chờ đón anh chị em cô chú mình đến xem xe cũng như là mua về sử dụng ha cả nhà. Có đầy đủ các dòng như là Isuzu nè, Kubota nè, Ford nè, Fiat nè, Longda nè, Intrac nè, vân vân. Có rất nhiều xe ha cả nhà. Và tất cả những con máy cày đang có mặt tại nông cơ Tư Mì ở 71 như 72 em đều có quay clip lại hết ha cả nhà. Em mời cả nhà mình quay lại video cũ của em xem để biết thêm chi tiết, và trong video em đều có báo giá hết hàng cả nhà mình ha. Cả nhà mình xem mà hợp nhãn thì cả nhà mình có thể gọi số điện thoại em để trên màn hình á, gặp trực tiếp anh Tư Mì và chốt con xe hàng cả nhà mình ha. Và anh trai bây giờ đang tiến hành chạy cái con Isuzu TS1610 ra tới ngoài đường ha cả nhà. Một lần nữa thì em xin đại diện nông cơ Tư Mì xin cảm ơn anh trai rất là nhiều ha. Chúc anh trai về làm ăn phát tài phát đạt ha anh trai, cũng như là về dùng lâu dùng bền ha anh trai ơi. Thì như em đã có nhắc trong những video trước đó cả nhà, hiện tại thì cái nguồn xe cũng đang cạn kiệt ha cả nhà mình ha. Nhưng mà bển về con nào là em sẽ lên con đó ngay cho cả nhà mình xem ha. Chính vì vậy thì cả nhà mình khi xem video thì mình đừng ngần ngại, hãy nhanh tay và bấm cái số điện thoại hiện trên màn hình để gặp trực tiếp mình Tư Mì và chốt con xe mà mình đừng ý ha cả nhà mình ha. Chứ để kẻo chốt không kịp thì mình sẽ tiếc nối ha cả nhà mình ha. Và như vậy thì anh trai Nguyễn Văn Anh cũng đã cởi con xe lên đường về nhà ha cả nhà. Em nó chạy khá là nhanh luôn ha cả nhà mình ha. Và cuối clip thì em xin chào và xin chúc cả nhà mình có một buổi chiều thật là vui vẻ ha cả nhà mình ơi.